Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Thì hôm nay là một ngày đầu tuần và mình đang ở tại một quán cà phê có tên là D-Vox hoặc là D-Vox, mình cũng khó chắc nữa. Và cái lý do mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài và shoot một cái video, tại vì mình được một người bạn có tên là Mi có nhờ mình đến cửa hàng ngày hôm nay và shoot giúp một cái đoạn B-roll, một cái đoạn cinematic để Mi có thể dùng cái đoạn footage đó và up lên cái trang Facebook của cửa hàng. Cách đây khoảng một vài tuần thì cửa hàng của Mi đã được khai trương và mình không thể nào đến và tham dự được, tại vì trong khoảng thời gian đó mình đang ở tại Hà Nội. Do đó ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái cửa hàng của Mi, giúp cho Mi shoot cái đoạn B-roll này. Và bây giờ thì mình đang có một cái camera của mình ở ngay đây, thì tại sao mình không dắt cho các bạn đi cùng với mình đi đến cửa hàng và tham quan xuyên suốt cái video này, từ những nơi mình đi cho tới nhà của video này, cà phê D-Vox hoặc là cửa hàng của Mi. Tất cả những thông tin chi tiết mình sẽ để ở ngay dưới phần miêu tả, ngay dưới phần description để cho các bạn có thể vào và tham khảo. Và bây giờ thì mình sẽ uống hết cái ly cà phê ở ngay tại đây và sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tại cửa hàng của Mi, khá là gần thôi mọi người, ở ngay trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Lát nữa mình sẽ gặp lại mọi người. Và đây chính là một cái ly cà phê sữa đá mà mình gọi cho buổi sáng ngày hôm nay. Thì đây chính là một cái ly cà phê phin đó mọi người, nhưng mà họ đã pha dùm cho mình. Ngoài ra thì mình thấy họ có một cái bánh waffle và có cả chuối với lại sô cô la nữa. Thì bây giờ mình sẽ dive in ăn hết cái bánh waffle này, uống hết ly cà phê sữa và sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau tại cửa hàng của Mi nha mọi người. Bây giờ thì mình đang ở tại K-Lab và Shibuya Town. Thì địa chỉ ở đây là 586 Nguyễn Đình Chiểu, rất là gần ngay cái ngã tư Cao Thắng và Nguyễn Đình Chiểu thôi mọi người. Và đây chính là Mi, mà cái người bạn mình đã nhắc ở từ đầu video với lại anh Luân, là owner của Shibuya Town. Thì chắc là Phong với lại Mi biết cũng khoảng một năm rồi đúng không? Hơn một năm rồi. Và giống như mình nói từ đầu video này, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới đây giúp Mi với lại anh Luân nữa có thể shoot một cái đoạn B-roll để up lên cái trang Facebook của họ, một cái đoạn B-roll của cửa hàng K-Lab và Shibuya Town. Thì chắc là bây giờ trong khoảng thời gian mà mình ở lại đây nói chuyện với lại mọi người, và đồng thời mình có đem một cái đôi giày, đó chính là cái đôi Yeezy Wave Runner. Lúc nãy các bạn cũng đã thấy một cái scene nho nhỏ đó rồi, thì mình sẽ đưa cho họ để có thể gián đế, và đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau tới đây đi tham quan và ủng hộ họ nha. Lát nữa mình sẽ gặp lại mọi người. Và đây chính là cái đôi Yeezy 700 Wave Runner mà lúc nãy mình đã nói với mọi người là mình sẽ đem tới đây để gián đế. Ngoài ra thì ở cuối video này chúng ta sẽ ủng hộ cái gì đó đến từ K-Lab cũng giống như Shibuya Town để có thể giveaway cho các bạn. Đừng có skip, đừng có fast forward nha. Thì cho mọi người thêm cho các bạn giá luôn. Đối với lại một đôi giày, đây chính là cái menu nè mọi người. Thì ngoài ra có cả cái thank you card nữa. Thì vệ sinh là 100.000, tẩy ố là 50, phủ chống thấm là 200, repaint là 300. Ngoài ra là có chăm sóc túi nữa. Thì ủa, bên mình có chăm sóc túi nữa không? Mình có cái túi nào mà đã làm rồi ở đây không cho phường? Lát nữa đi dắt đồ lên trên. Ok ok. Thì ngoài ra ở đây họ cũng có vệ sinh với lại phục hồi túi á mọi người. Do đó thì lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau lên cái không gian mà họ vệ sinh giày cũng giống như là túi. Thì chắc là bây giờ chúng ta sẽ thanh toán và sau đó sẽ đi tham quan một vòng ở tại K-Lab cũng giống như là Shibuya Town nha. Thôi, mình đã nhờ bồ đến đây. Thôi bây giờ tính tiền đi, trời có tính tiền đi trời. Giỡn ngoài à. Thì bởi vì là My cũng đang sáng khai trương á, cho nên là My cũng free cho các bạn nhiều lắm. Vậy bây giờ nếu mà không lấy tiền thì nó không có muốn gì, họ ngồi làm gì thì không được cả. Ok, ok vậy nha. Ok, vậy thì trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan cái cửa hàng của K-Lab cũng giống như là Shibuya Town. Và sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, tại vì ở đây có rất là nhiều fabric đó mọi người. Đi thôi. Và đây chính là cái khu vực check-in của K-Lab cũng giống như là Shibuya Town. Thì chúng ta có một cái đèn LED slit HyoX của COS, một cái bức tranh COS rất là to cho cái background để check-in. Và đây là hai cái chú Bear Brick 1000% Paws, cũng là hai cái chú mà có giá trị cao nhất ở tại cửa hàng. Thì mỗi chú sẽ hơn 100 triệu, chú này là 150 hoặc là hơn, chú này là hơn 100 triệu. Và ngoài ra hai cái ghế Supreme Director, một cái màu đỏ, một cái màu đen, thì giá tầm 8 cho tới 10 triệu cho một cái ghế. Và đây chính là một cái bàn mà các bạn rất là hay gặp ở trong những cái khu vực chơi game, ở trong những cái trung tâm thương mại mọi người. Thì chúng ta có một cái bàn đá banh rồi mọi người, và những cái nhân vật từ những cái cầu thủ, và chúng ta sẽ dùng những cái cần này để có thể điều khiển khi mà đá chế banh vào trong khung thành đó mọi người. Thì những cái nhân vật này được thay thế từ cái đầu cho tới hai cái tay là những cái chú Barrick 100%, còn cái phần thân thì chúng ta vẫn phải giữ nguyên để cái chiều dài cũng giống như là cái cân nặng để có thể đá cái chế banh đi đó mọi người, và một cái bàn, một cái theme của Supreme. Và ở ngay cửa ra vào thì chúng ta có ba chú Barrick 1000% và hai cái ghế Supreme Director, một cái màu đỏ, một cái màu đen. Đây là một cái chú 1000% Darth Vader, Batman, và cuối cùng chúng ta có một cái chú Iron Man Mark 42, nhưng mà đây là cái phiên bản hoàn thiện khác với lại cái chú mình có ở nhà, tại vì ở nhà của mình là Damage Version. Và đây chính là khu vực của Shibuya Town. Thì chúng ta có những cái áo của Babe, và đây chính là một cái áo basic màu đen, một cái pocket camo màu hồng với là cái logo của Bathing Ape, một cái áo Shark, và đây chính là
là một cái áo mà có một cái màu xanh trắng và tím và một cái zip màu gold. Tiếp theo đó là một cái áo basic màu đen và đây chính là hai cái logo shark của Babe với lại camo màu hồng ở ngay hai bên hông, và đây chính là một cái camo màu xanh. Và tiếp theo đó thì chúng ta có những cái áo Babe khác. Và đây là một cái áo của Babe có một cái zip màu silver. Tiếp theo đó thì chúng ta có một cái áo Babe, một cái logo của Babe tiếng Ape rất là to nằm ở ngay phần trước ở bên trái của chiếc áo. Và đây là camo màu đỏ và camo màu tím. Và đây chính là một cái ba lô của Babe. Thì cái ba lô này hình như là camo space đúng không luôn? Trong cái bản collection space đó. Còn cái này là như có dạ quang nữa đúng không? Yes. Thì đây chính là một cái ba lô của cảm ơn anh. Cái này là cái ba lô của Babe có dạ quang có tên là Space Camo. Và đây là những cái áo khác của Babe. Một cái áo basic màu trắng và tất cả những gì chúng ta có ở cái logo của Babe ở ngay bên phần ngực trái của chiếc áo. Tiếp theo đó, cái này là Popeye nè mọi người. Và nếu các bạn ngày xưa có xem phim hoạt hình của Popeye thì các bạn biết là đây là nhân vật nào. Đó chính là một phiên bản collab giữa Babe với lại Popeye. Tiếp theo đó là một cái áo all over print camo màu hồng. Một cái quần short của Babe màu đỏ. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có cả Yeezy 350 Clay. Ở đây có bán giày nữa anh. Và tiếp theo đó thì chúng ta có một cái cái ba lô này. Ô bên đó là màu đen còn ở đây là màu trắng. Thì cái này là cũng dạo ăn luôn. Cảm ơn anh. Và tiếp theo đó là chúng ta có những cái áo khác của Babe. Baby, cái này là Baby Milo nhưng mà không phải là inner nha mọi người. Tại vì đây giống như một cái chất liệu lông này, giống như ở trên thú bông đó mọi người. Giống như một cái thảm vậy, nhìn rất là hay. Tiếp theo đó thì chúng ta có Turtle Air Max Yeezy. Và đây chính là những cái áo hoodie, hood up hoodie của Babe. Và tiếp theo đó thì cái này là hình như là cái áo Supreme. Cái này là cái hình như đắt lắm đúng không anh? Thì cái này là hình như là bằng da thật đúng không anh? Nó rất là nặng luôn mọi người. Và đây là cái áo jacket của Supreme bằng da thật. Và ở đằng sau chúng ta có cái dòng chữ Supreme. Tiếp theo đó thì chúng ta có một cái ghế Supreme Director màu đỏ. Và đây là cái này là máy gấp thú luôn á anh? Em có thể chơi luôn được ạ. Em chơi luôn được hả? Yes. Còn cái này là một lượt là 10.000. Đặc biệt là khi mà em chơi cái máy này, nếu mà em gấp trúng một con thú bông thì bên anh sẽ tặng một con Deerbrick Blind Box 100%. Blind Box 100%, có nghĩa là em được lấy cái gấu bông này với lại một cái bear brick 100%. Blind Box đó mọi người, Blind Box là giống như khi mà chúng ta mở hộp ra thì chúng ta mới biết là ở bên trong đó chính là chú bear brick gì. Và chúng ta sẽ nhận cái chú 100% nếu mà chúng ta gấp được một cái chú thú bông này. Lá hồi chắc chắn mình sẽ chơi cái này, tại các bạn biết là mình là cái gì đó ta? Sát thủ của cái máy này. Và ngoài ra thì ở đây chúng ta có những cái bức tranh khác của Thor. Bear Brick 1000%, đây là phiên bản GID Glow in the Dark là có dạ quang đó mọi người. Star Wars Ninagawa giống như là bức tranh của họa sĩ mà được đặt lên một cái chú bear brick. Và cuối cùng chúng ta có Joker. Và đó chính là một cái tour ở tại K-Lab cũng giống như ở Shibuya Town. Thì trong cái scene trước các bạn cũng đã thấy là mình với lại mọi người đang chơi một cái game, đó chính là cái máy chơi game đá banh nè mọi người. Thì mình đã team up với lại anh Luân, phải chắn là mình với lại anh Luân đã thắng rồi. Và nếu bạn mà tới đây mà gặp mình đang ở đây và nếu bạn thắng mình với lại anh Luân á, thì mọi người sẽ được gì anh Luân? Một team sẽ được hai chú bear brick đúng không? Thì nếu mà bạn thắng á thì một team sẽ được hai chú bear brick 100% và chắc chắn là rất là khó mọi người. Cho nên nếu mà mình ở đây mình sẽ check in để bạn có thể tới đây nhanh nhất có thể và chơi cái game này cùng với mình nha. Và chắc là bây giờ thì mình sẽ nhờ My nhắc đồ lên tham quan cái khu vực vệ sinh giày cũng giống như là túi và cùng nhau trải nghiệm nha mọi người. Đi thôi. Hello mọi người. Hello anh. Thì đây chính là cái khu vực, cái này là khu vực làm đúng rồi, đây là khu vực làm túi của bên My. Bạn nhân viên đang xin lại cái phần da bóng sau một thời gian dùng bị mờ ấy. Tại vì túi Dior hay bị vậy lắm đúng không? Còn ở đây thì bạn đang custom một cái hoa của Murakami ở trên một cái túi cho anh mượn luôn. Cảm ơn em. Đây là túi Frola. Đây là túi Frola. Thì bạn đang custom một cái họa tiết Murakami ở trên cái mặt sau của chiếc túi này. Đúng rồi, tại vì các bạn có thể thấy là anh Luân đang có một cái hoa Murakami đang đeo ở trên cái phần ngực trái của chiếc áo của mình. Thì đây là cái đôi Vans Old School được custom Babe Camo màu hồng. Còn cái túi này là... Cái túi này là bên My vừa mới phục hồi xong. Lát nữa My sẽ cho pha bột coi cái ảnh before của nó. Nó bị cắt nát te tua hết cả da á. Là cái này được phục hồi chứ không phải là vệ sinh nữa. Bên My vừa mới phục hồi xong đó. Đây là cái túi mà đã bị cắt nát hết rồi luôn á mọi người. Nhưng mà... Te tua luôn. Cắt nát luôn á hả? Nát.
khác. Dạ, cho Phong Bộ xem thử cái tấm hình nha. Okay, mình sẽ để ở đây cho mọi người xem nha. Đợi mình chút xíu nha. Và đây chính là cái tấm ảnh của chiếc túi lúc nãy. Đây là cái tấm ảnh before, là cái chiếc túi đã bị cắt nát luôn mọi người. Chắc là phải nhờ My gửi giùm Phong Bộ cái tấm hình này. Và bây giờ mình sẽ cảm ơn My, và bây giờ Phong Bộ sẽ đặt cái tấm hình đó ở ngay đây nè, để mọi người có thể so sánh before và after của cái chiếc túi LV lúc nãy. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái đôi Air Force One custom cũng rất là đẹp ở ngay đây, và chắc là mình sẽ nhờ họ custom một cái đôi giống như vậy cho mình á. Rất là đẹp luôn các bạn, đợi một chút xíu nha. Và đây chính là cái đôi Air Force One được custom cái phiên bản giống như là Chanel collab với Pharrell Williams á mọi người. Chắc là không còn nhờ làm phô đôi này quá. Nhưng mà đây là một cái phiên bản custom rất là đẹp. Và đây chính là cái đôi Yeezy 700 Wave Runner mà lúc nãy mình đã gửi cho My để dán đế mọi người. Thì họ đã dán xong một chiếc, chiếc còn lại thì chắc là sắp xong rồi đúng không anh? Dạ đúng rồi, sắp xong anh. Thì đây, đây chính là cái miếng dán đế của họ. Thì chúng ta có một cái miếng dán đế nhám. Và ngoài ra nhám để hạn chế cái việc trơn trượt của mọi người. Và ngoài ra chúng ta có thêm hai cái miếng ở đây nữa. Tại vì đây là hai cái vị trí sẽ va chạm mặt đất nhiều hơn khi mà chúng ta đi lại. Đó là ở ngay gần phần gót với lại phần gần mũi mọi người. Và đây cái này là, ủa cái này là cái gì anh? Cái này là tem bảo hành của bên K-Lab. Bọn mình sẽ bảo hành cho khách trong vòng 1 tháng. Có một cái tem này thì trong 1 tháng mình có thể quay lại và có thể bảo hành cái miếng dán đế. Đúng rồi. Ok. Thì chắc là bây giờ sẽ nhờ My dắt lên trên lầu nữa đúng không? Tại vì ở trên mình còn một lầu nữa. Và sau đó chắc là khi mà xuống thì chiếc còn lại đã xong rồi. Yeah. Ok, đi thôi mọi người. Hello em. Hello anh. Thì đây chính là cái khu vực vệ sinh giày. Hiện tại bên My đang vệ sinh một đôi giày. My có yêu cầu là phải vệ sinh từng ngóc ngách của đôi giày luôn á, cho nó kỹ á. Thì bạn nam vệ sinh trên một cái đế của đôi KD. Và đó chính là K-Lab và Shibuya Town. Và giống như mình nói từ đầu video này thì cái lý do ngày hôm nay mình đến đây là tại vì vào cái ngày khai trương mình không có thể nào tham dự được. Và ngoài ra mình đến đây để có thể giúp cho My với lại Long Way một cái đoạn B-roll để họ có thể đặt ở trong cái trang Facebook của cửa hàng. Ở từ đầu video này các bạn có thể thấy là cái scene khi mà mình đang tính tiền cái đôi Yeezy Wave Runner này mà mình đã để cho K-Lab dán đế, thì My không muốn thanh toán. Do đó thì mình đã nói là mình sẽ mua một cái gì đó để ủng hộ, để có thể giveaway trong cái video này. Và nếu tới cái thời điểm này bạn vẫn còn đang xem cái video này thì hãy nhanh chân tới cửa hàng của K-Lab và Shibuya Town ở ngay số 586 đường Nguyễn Đình Chiểu. Và 10 bạn đầu tiên tới cửa hàng, mỗi bạn sẽ được miễn phí vệ sinh một đôi giày. Và các bạn hãy nhớ nha, đọc cái code FABLE nha mọi người. Và đối với lại Shibuya Town thì mình đã mua một cái hoa cai cai kiki mà các bạn chắc chắn đã thấy anh Luân đã mang ở ngay trên áo trong cái scene mà chúng ta đang đi tham quan cái khu vực vệ sinh giày của họ. Tất cả những thông tin chi tiết của thể loại của đợt giveaway lần này. Và chắc là bây giờ mình sẽ quay cái đoạn B-roll và sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau để outro cái video này nha mọi người. Lát nữa mình sẽ gặp lại mọi người. Và sau 30 phút thì mình cũng đã quay xong cái đoạn B-roll ở tại K-Lab và Shibuya Town. Và chắc là sau cái đoạn outro này thì chúng ta sẽ cùng nhau và trải nghiệm cái đoạn B-roll ở tại K-Lab và Shibuya Town. Và sau đó sẽ là cái thể lệ của đợt giveaway lần này. Và chắc là bây giờ mình sẽ outro cái video này một cách old school nhất. Thì mình hy vọng các bạn enjoy cái video này. Và nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại một dấu like nè. Kế bên dấu like có dấu subscribe, smash dấu subscribe đó luôn. Kế bên dấu subscribe có cái chuông nhỏ nhỏ, các bạn biết rồi đó, hãy nhớ vào cái chuông đó để nhận notification từ YouTube mỗi lần mình nói video mới lên. Một lần nữa mình là Phan Nguyễn và đây chính là My với lại anh Luân. Bye. Hẹn lại bạn cho những video tiếp theo. Peace out.